hả? Biển cũng có cá. Cá gì? Cá nhỏ. Cá. Tức là nó sạch đấy. Trời, cát gì lỡ vô mắt này sao con? Ơi cá hả? À cá hả? Cá lượng sống hả? Đứa nào mới chọn cá bay vậy ha? Chú coi chừng vô mắt em đó con. Đúng rồi. Không chơi nữa. Đấy rồi. Em đánh nó. Em kéo được. Không chút. Thank you.
Ủa rác ở đâu vậy? Có chuyện vô mắt á. Thôi ra ngoài đi con ơi, ra ngoài đi. Ê, vô mắt rồi, chút xíu vô mắt rồi, thấy không? Đó, úp rồi, úp mặt xuống đất, úp mặt xuống nước, ừ, rửa mặt. Cái nữa cho nó trâu hết đi. Nghỉ ném đi coi, đừng ném nữa. Hả? Yeah, rửa tay rồi đó, rửa tay sẽ. Thôi đi đi ra ngoài đi con. Hả? Nó chưa hay, nó chưa kẹp kịp. Có cua hả? Thấy cua không? Rồng á. Rồng. Rồng á con ơi, rồng á. Thôi đừng bóc vô. Đây. Giống cua quá bà. Con đi chỗ nào á?
Ê, sao chọi ba? Đừng chọi nó, khang khang. Thôi nghỉ đấu đi. Chơi trò chơi đó không có. Thôi chơi trò khác đi, đừng có chọi nữa, chọi lỡ vô mắt rồi sao. Long à, đừng chọi nữa con. Nữa vô mắt đó.